Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác những giỏ lan đẹp, ưng ý nhá các bác nhá. Chủ yếu là các bác phải nhận hàng nó ưng hay không thôi. Chứ còn trên video em nói với các bác là nếu mà các bác nào nhìn tinh thì mới biết được là cái giỏ lan nó đẹp cỡ nào thì mới đáng đồng tiền nhá các bác nhá. Đây, em lên cho giò số 1 nha. À giò số 2. Số 2 nha các bác nha. Một giò như thế này. Nó đang sưng nụ nha các bác nha. Nó đang sưng nụ hết rồi. Có những cây là đang sưng nụ. Như năm ngoái là cái giò này là chỉ có mỗi một cây này là chưa nụ rồi. Đấy. 3 9 cây này. 9 cây như thế này, em nói với các bác là như thời điểm năm ngoái thì giá nó cao lắm. Như năm nay như thế này là rẻ, quá rẻ, gần một nửa luôn. Một giò lan như thế này nhá, em bán cho các bác nhá. Với giá là 500 nghìn nhá. 500 nghìn nhá. Mỗi một cây nó ra cho các bác một bông hoa rồi, nó đã được nhiều hoa rồi nha các bác nhá. Các bác đừng mong là nó cái loại tầm 500 nghìn một giò như thế này ấy, thì nó chỉ được tầm thế thôi chứ nó không được nhiều đâu. Còn đây các bác nhìn giò lan nó phải ưng ý, các bác nhận ưng ý hay không nhá. Hôm nay em bán hàng không bao gồm ship nhá, ship các bác tự chịu nhá. Số 1, số 2, 500 nghìn. Em lên cho các bác này, một giò số 24. Số 24 nhá các bác nhá. Giò như thế này. Đấy, thuần rồi nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 400 nghìn nhá. 400 nghìn nhá các bác nhá. Đấy, em xoay đều cho các bác nhìn này. Đấy. 400 nghìn cho giò số 24. Số 25 này. Đấy, còn cái này nó bị vàng, em còn không mang kéo. Đây nhá. Một giò như thế này nhá. Số 25 nhá. Số 25 nhá các bác nhá. Đấy. Như này. Em bán giò này cho các bác với giá là 500 nghìn nhá. 500 nghìn nhá. Đấy, độ cao của nó khác nhau nha. 500 nghìn cho giò số 25. Đây, số 26 à. Một giò trồn to nhá. Như thế này nhá. Đấy. Ghép gỗ nhá. Để mà trồng được một cái chậu như này thuần không phải đơn giản nha các bác nhá. Không phải đơn giản một tí nào luôn. Em bán cho các bác với giá là 650 nghìn nha. Cho giò số 25 nha. Số 25 nha các bác nhá. Nó vẫn là dáng hương đuôi chồn thôi. Em lên dáng hương đuôi chồn trước cho các bác nhá. Số 4 này. Một giò chồn như thế này. Nó đang sưng hết nụ rồi này. Đây cái cây nhỏ nhỏ ở trên này nhá. Nó đã có nụ rồi này. Tức là nó chồi ra thì em nhìn thấy rồi thì em mới báo được thôi nha các bác nhá. Như chồn là thường thường là nó đang ra nụ hết ở đây này. Đây nụ rồi này. Gửi như thế này thì nó không sợ hỏng nhá các bác nhá. Không sợ hỏng. Đấy, một giò chồn như thế này. Em bán cho các bác với giá là 370 nghìn nhá.
Đấy. Thuần thì quá ok luôn. Các bác về các bác cứ treo như này là ok rồi. Đấy. Cho giò số 4 nhá. Vẫn là trồn đấy nhá. Số 5 này. Một giò giáng hương tam bảo sắc nhá, một giò giáng hương tam bảo sắc nhá. Dễ thì các bác ơi. Đấy. Các bác nguyên ngắm dễ đã khoái rồi. Giò như thế này nhá. Ô, mất giấy đâu rồi. Thôi cứ giò này em bán 300 nghìn đi. 300 nghìn nhá. Giáng hương tam bảo sắc nhá. Dễ nó nhiều quá nó che hết rồi các bác ạ. Cái giò này nó phải rơi vào được tầm chục nụ các bác nhá. Nay mai nó ra hoa nó tầm chục chục bông hoa. 300 nghìn thì thì là nó lên được chục bông hoa thì nó quá rẻ luôn. Số 1 giáng hương tam bảo sắc nhá. Giáng hương tam bảo sắc nhá các bác nhá. Như này nhá. Đấy, em cho các bác xem hết này. Đấy. Một giò như thế này. Số 1 nhá. Cái số 300 kia là cái số không số nhá các bác nhá, không số nhá. Số 1 em bán 380 nghìn nhá. 380 nghìn nhá. Cái này thì cây to hơn nhá. 380 nghìn cho giò số 1. Em lên này. Số 18 nhá. Số 18 nhá. Một thân hoa này. Đấy. Hai thân hoa, ba thân hoa. Em nhìn thấy có 4 thân hoa. Em nhìn thấy có 4 thân hoa đây nhá các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 180 nghìn nhá. 180 nghìn nhá các bác nhá. Đấy. Cho giò số 18 nhá. Số 14 này, một chậu gốm to nhá. Một chậu gốm to nha. Được 7 thân hoa luôn. Chậu như này được 7 thân hoa. Như này to. Ba rè. Mà nó đều nhau nha các bác nha. Đấy. Giò như thế này em bán cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha. 500 nghìn. Cho giò số 14 nha. Nó đang nụ hết rồi, gà nhà em đang nụ hết rồi. Số 15 à. Một chậu như này, thân như thân nó lại ngắn nhé các bác nhá. Đấy. Một chậu số 17. Đây hoa nó, gà nhà em nó ra hết như này này. Đấy. Đấy nha các bác nhá. Các bác nhìn nhá. 10. Cái này được 13 thân hoa nhá. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 500 nghìn nhá. 500 nghìn nhá. Một giò gà to. 500 nghìn. Cho giò số 17 nhá. Số 18 này. 1 này, 2 này, 3 này. 4 này, 5 này. 6 này, 7 thân hoa. Đây. Các bác nhìn hoa sướng không? Nay mai nó chia nụ ra thì nó mới đẹp được nha các bác nha. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Nụ sai không? Giò như thế này nhá.
Số 12 nha. 290.000. 290.000 nha các bác nha. Cho giò số 12 này. Hoa thì các bác bảo là một thân một chậu như này khoảng bộ 3 đến 4 mà cành hoa nó đã rực rỡ rồi. Đây là 7 thân hoa nha các bác nha. Như năm ngoái thì giò này phải 400. 290.000 nha, cho giò số 12 nha. Em lên chồn này. Chồn nha. Đấy em ghép lũa rất đẹp luôn. Số 10 nhá. Số 10 nhá các bác nhá. Đó, như này. Số 10. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nhá. 500.000 nhá. Ghép lũa đẹp nhá. 500.000. Cho giò số 10. Em lên số 16 nha các bác nha, 16 nha. Hạc vĩ nha. Hạc vĩ nha. Nó đang sừng nụ rồi các bác này. Đây đang sừng nụ rồi. Đang sừng nụ hết rồi nha. Năm nay hội thì quá ok luôn. Đây nha. Đang sừng hết nụ rồi. Do số 16 em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. Hàng lá mít nha các bác nha, hàng lá mít nha, sang năm thì nó quá ok luôn. 500.000. À 300.000 cho giò số 16. Số 23 này. Số 23 nhá. Như thế này nhá. Thuần rồi nhá. Đó. Em bán giò này đây này, các bác nhìn cái cây to này. Đấy, nó mới đáng đồng tiền nhá. Còn những cây nhỏ là thì nó chỉ vậy thôi. Giò số 23 280.000 nha. 280.000 nha các bác nha. Cho giò số 23. Lên tiếp hạc vĩ. Cái này là hoàng giáng hương tam bảo sắc nha. Lên tiếp giáng hương tam bảo sắc nha. Số 19 nha. Số 19. Cái bảng này thì nó rào vào 60 cm nha. Đấy, 60 cm. Rộng của nó 60 cm. Giò này em bán cho các bác với giá là 270.000 nha. 270.000 nha. Cho giò số 19. Số 20 này. Một giò giáng hương tam bảo sắc đẹp như vậy này. Các bác này. Dễ thì các bác không phải nghĩ này. Đấy. Độ thuần nhá các bác nhá. Số 19. Em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. Các bác về bây giờ các bác chỉ treo lên chơi thôi. Là đến mùa hoa này. Cái này thì em chưa, nó chưa sưng nụ đâu. Ở trong nhà nó mới nhiều nụ. Số 19, 400.000. Cái này là hoàng thảo đùi gà nhá, số 15 nhá. Số 15 nhá. Số 15 này. Đấy, các bác nhìn này. Thân mập ú luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nhá. Số 15 nhá. 300.000 nhá. Đấy, to như này các bác biết này. 300.000.
cho giò số 15. Gỗ đẹp không các bác? Gỗ đẹp không? Gỗ lũa nên là còn lâu mới hỏng nha các bác nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha. Các bác nhìn này. Đấy. 800.000 cho giò số 10 số 9 nha. 800.000. Số 8 à. Một giò tác phẩm nha. Giò tác phẩm này. Dễ rồi. Đấy các bác này. To nhá. Giò như thế này số 8 em bán 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Các bác về các bác chỉ treo lên chơi thôi. Đấy một giò to nhá. Giò này phải 1.5 thùng xốp nhá mới hết được nhá. Số 8 1.200.000. Số 6 à. Đây, các bác nhìn này. Một giò trồn như này. Có đáng 1.200.000 không các bác? Nó cao, nó to các bác nha. 20 mấy cây một giò như thế này 1.200.000 nhá. Cho giò số 6. Vẫn là dáng hương đuôi chồn nhá các bác nhá, 1.200.000 thì vẫn là dáng hương đuôi chồn nhá. Số 7 đây. Một giò như thế này. Số 7 nhá. Em bán 400.000. 400.000 nha các bác nhá. Các bác bỏ ra tầm 400 cái này nó cước nó vào tầm 35-40.000 nữa. Thì nó rơi vào tầm chưa đến 450 nhá. Các bác đã có một giò lan, sở hữu một giò lan đẹp à? Đấy. Số 7 400.000. Số 5 này. Số 5 nha. Các bác nha. Số 5. Toàn cây to thôi. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Cho giò số 5. Số 7 này. À số 3 này. Đấy, số 3 nhá. Dễ nó thì đây nha các bác nha. Các bác yên tâm nha. Đấy. Giò này em bán cho các bác với giá là 470.000 nha. 470.000 nha. Cho giò số 3. Số 3 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu.